Chào đón quý vị đã quay trở lại với phần 2 của bản tin trong ngày, và sau đây Ngọc Quỳnh sẽ đến với quý vị qua phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân tham dự Giáng sinh tại một nhà thờ ở Florida. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania đã được chào đón bên ngoài nhà thờ bởi mục sư Jimmy Scroggins khi hai người tới dự lễ mừng Giáng sinh tại một nhà thờ ở Florida vào đêm 24 tháng 12. Trước khi đến nhà thờ, bà Melania Trump đã nói chuyện với nhiều trẻ em trên khắp đất nước và nghe nhiều món đồ trong danh sách Giáng sinh của họ. Đệ nhất phu nhân cũng nhắc nhở các trẻ em hãy rót một ly sữa và một bánh cookie cho ông già Noel và chúc các em và gia đình có một Giáng sinh vui vẻ. Trước đó, Tổng thống đã dành khoảng 20 phút để gọi điện thoại gửi lời chúc Giáng sinh đến các nam nữ quân nhân Hoa Kỳ đang đóng quân tại các căn cứ ở Kuwait, Vịnh Aden, Afghanistan, Missouri và Alaska. Cộng hòa nổi giận trước đe dọa thêm điều khoản luận tội mới từ Dân chủ. Các nhà lập pháp Cộng hòa đã trút giận vào Nancy Pelosi sau khi Chủ tịch Hạ viện bất ngờ quyết định tạm giữ lại hai điều khoản luận tội chưa chịu chuyển lên Thượng viện cho đến bao giờ đạt được thỏa thuận về phiên xét xử luận tội Tổng thống Donald Trump. Nhưng trong hồ sơ để lên tòa liên quan đến tài liệu đại bồi thẩm đoàn của cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller và lời khai của cựu cố vấn pháp lý Tòa Bạch Ốc John McCain, hồ sơ mới để lên tòa không cho biết cụ thể những điều khoản luận tội tiềm năng đang được cân nhắc. Nhưng cho dù thậm chí ngay cả khi lời khai của McCain hay tài liệu đại bồi thẩm đoàn không dẫn tới điều khoản luận tội mới chăng nữa, thì chúng có thể dùng trong phiên tòa xét xử luận tội sắp tới tại Thượng viện, liên quan đến cáo buộc cản trở Quốc hội. Trong khi đó, thì Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski ưu tư về ý định của lãnh đạo đa số Thượng viện về phiên tòa luận tội. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Alaska là Lisa Murkowski nói rằng bà đã băn khoăn sau khi nghe lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell và các thượng nghị sĩ Cộng hòa khác đang hợp tác toàn diện phiên tòa luận tội sắp xảy ra với Tòa Bạch Ốc. Thượng nghị sĩ Alaska cho biết bà vẫn chưa quyết định về cách mình sẽ bỏ phiếu khi phiên tòa diễn ra. Bà kêu gọi một quy trình đầy đủ và công bằng, có khả năng sử dụng các phiên điều trần luận tội và xét xử của cựu Tổng thống Bill Clinton làm khuôn mẫu cho thủ tục tố tụng của Trump. Bà Murkowski, người trước đó cũng chỉ trích cuộc điều tra luận tội do đảng Dân Chủ lãnh đạo vào đầu tháng này. Bà nói rằng các nhà lập pháp Hạ viện đã gấp rút xử lý và các vấn đề còn chưa được giải quyết, bao gồm cả liệu các nhân chứng quan trọng như cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton có thể được đưa ra để làm chứng hay không, hiện đang được chuyển cho Thượng viện. Trong khi đó, thì giới chức y tế báo động nguy cơ lây nhiễm ban sởi ở 5 phi trường. Tại 5 phi trường ở Mỹ, đã có các khách du lịch mắc bệnh ban sởi đi qua hồi tháng này, khiến các nguy cơ gây lây nhiễm cho các hành khách khác nâng cao. Và theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Chicago, có một người mắc bệnh ban sởi đi qua hai khu vực ở phi trường O'Hare International Airport hôm 17 tháng 12 tại Virginia. Một người mắc bệnh ban sởi đã đi qua phi trường Richmond International hôm 17 tháng 12. Và tại Austin, tiểu bang Texas, một người bị bệnh ban sởi đã đi qua cổng của United Airlines tại phi trường Austin Bedstrom International hôm 17 tháng 12. Và bác sĩ Mark Escott, giám đốc cơ quan y tế cộng đồng Austin cho biết, bệnh ban sởi là bệnh rất hay lây nhiễm, chỉ cần một số nhỏ trường hợp mắc bệnh là đủ để trở thành một trận dịch. Giới chức y tế nói phương cách tốt nhất để bảo vệ chống lại bệnh ban sởi đó chính là chủng ngừa. Bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, cựu tổng quản trị công ty Uber sẽ rời khỏi hội đồng quản trị. Theo thông báo từ phía Uber, ông Kalanick, đồng sáng lập cũng là cựu CEO Uber, sẽ rời khỏi hội đồng quản trị công ty vào cuối tháng này để tập trung cho những dự án mới. Ông Kalanick, đồng sáng lập nên Uber vào năm 2009 và đã biến công ty này trở thành một công ty khởi nghiệp hay là startup company giá trị nhất thế giới. Tuy nhiên, một vài năm trước dưới sự dẫn dắt của Kalanick, Uber đã liên tiếp gặp rắc rối với nhiều việc liên quan đến chính phủ và liên đoàn lao động, thậm chí là với cả các tài xế của họ. Vào tháng 6 2017, Kalanick đã từ chức khỏi vị trí CEO sau một thời gian dài ngập chìm trong bê bối và đã để mất đi nhiều lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, ông tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng đến công ty và gây bất ngờ khi bổ nhiệm các thành viên hội đồng quản trị vào cuối năm 2017. Hiện tại, ông đang điều hành một công ty mới, tên gọi là Cloud Kitchens, với tham vọng trở thành căn bếp thông minh cho các nhà hàng chỉ phục vụ giao đồ ăn. Trung Cộng phản đối mạnh mẽ luật quốc phòng năm 2020 của Hoa Kỳ.
Hôm 26 tháng 12, Trung Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ luật quốc phòng năm 2020 của Hoa Kỳ, trong đó có những chính sách bất lợi cho các công ty của Trung Hoa, và Bộ Thương mại Trung Cộng kêu gọi Washington gạt bỏ sự thiên vị chính trị để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Trung Cộng. Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Cộng nói tại một buổi họp báo thường kỳ hôm 26 tháng 12 cho biết, Trung Cộng sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình này và bảo vệ lợi ích của các công ty Trung Cộng. Hôm 20 tháng 12, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký ban hành đạo luật ủy quyền quốc phòng Hoa Kỳ, viết tắt là NDAA, cho năm tài khóa 2020 và NDAA 2020 tăng chi tiêu quân sự của Mỹ thêm 2,8%, yêu cầu báo cáo về năng lực quân sự của Bắc Kinh, đầu tư của Trung Cộng tại khu vực Bắc Cực cũng như nỗ lực của Bắc Kinh trong việc can thiệp cuộc bầu cử tháng tới tại Đài Loan. Luật này cũng cấm việc dùng ngân sách liên bang của Hoa Kỳ để mua toa tàu và xe bus của Trung Cộng. Bên cạnh đó, luật còn làm chậm lại việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hãng Huawei. Nhiều người mặc đồ ông già Noel đi lướt sóng ở biển Florida vì mục đích từ thiện. Hàng trăm người đã mặc đồ ông già Noel đi chơi surfing và lướt sóng ở bãi biển Cocoa Beach, Florida vào sáng sớm hôm qua, một sự kiện đã trở thành một truyền thống trong ngày Christmas Eve, ngày vọng Giáng sinh. Ban tổ chức nói số người tham dự ngày càng tăng mỗi năm kể từ khi bắt đầu với ông George Trossett, cậu con trai và cô con dâu đã mặc đồ ông già Noel đi lướt sóng cách đây 10 năm. Vào năm nay, nhiều ngàn khán giả đã đổ ra để xem gần 600 người mặc đồ Santa trổ tài lướt sóng. Với âm nhạc, trò chơi lý thú này quyên góp nhiều cho các tổ chức thiện nguyện địa phương qua việc bán những áo thun và quyên góp. Năm nay, thì ban tổ chức nói họ đã thu được $40,000 và sẽ được trao cho hai tổ chức thiện nguyện và một bệnh viện nhi đồng. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer yêu cầu tài liệu và lời điều trần từ các giới chức quan trọng. Lãnh đạo Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer yêu cầu tài liệu và lời điều trần từ các giới chức quan trọng, một phần của phiên xử luận tội Tổng thống Donald Trump sắp tới, bao gồm email và những liên lạc khác Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao nắm giữ. Trong cuộc họp báo ở New York, ông Schumer nói rằng họ sợ sự thật. Và trong lá thư gửi 99 thượng nghị sĩ đồng nghiệp, ông Schumer viết rằng không cung cấp cho Thượng viện những tài liệu này sẽ là cố ý nhắm mắt làm ngơ những sự thật trong các tội danh lạm quyền và cản trở Hạ viện vốn đã được Hạ viện thông qua tuần trước. Hôm thứ Năm, lãnh đạo nhóm đa số Thượng viện Mitch McConnell cho biết ông và ông Schumer bế tắc về yêu cầu của phía Dân Chủ đòi 4 nhân chứng ra điều trần và đòi đưa tài liệu và hồ sơ xét xử. Phiên xử của ông ở Thượng viện có lẽ bắt đầu trong tháng 1, nhưng chưa biết ngày chính xác vì phía Dân Chủ và Cộng Hòa đang còn đối đầu về các nguyên tắc của phiên xử. Một lần nữa kính mong quý vị vẫn giữ làn sóng của CBN để tiếp tục theo dõi phần tin Việt Nam và đời sống sau một vài thông tin bảo trợ. Cảm ơn quý vị.